tuy quy mô chỉ diễn ra ở địa phương, sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm luôn gáp lực cho không ít phụ huynh học sinh bởi đòi hỏi thí sinh phải nỗ lực để có một xuất học trường công lập hoặc ngôi trường mà các em từng mong muốn được học sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Tại Đồng Nai, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 sẽ diễn ra vào tuần tới, cụ thể là trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 năm 2019. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã và đang diễn ra đúng kế hoạch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến thời điểm này, tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh phát thẻ dự thi cho học sinh khối 9 đăng ký dự thi tuyển lớp 10 năm học 2019-2020. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, toàn tỉnh có hơn 19.800 trong tổng số gần 38.000 học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở đăng ký dự thi vào 22 trường trung học phổ thông có tổ chức thi tuyển. Đến thời điểm này, các thí sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng của mình, song cũng không tránh khỏi sự hồi hộp em cũng có phần hơi lo lắng bởi vì à, năm nay mà, bên chuyên hóa lương thái vinh lấy có rất là nhiều người tham gia dự thi nên em nghĩ xác suất đậu của em cũng tầm từ 70 đến sáu 60 đến 70 phần trăm áp lực thì cũng có nhưng mà em sẽ cố gắng vượt qua để, để có thể đạt hết sức mình vào kỳ thi này chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của 22 trường có tổ chức thi tuyển là hơn 11.000 học sinh. Toàn tỉnh có 37 hội đồng thi, trong đó thành phố Biên Hòa có số hội đồng thi nhiều nhất với 19 hội đồng. Một số trường có học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao từ một ngày học sinh trở lên là Trung học phổ thông Tam Hiệp, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Chu Văn An đều thuộc thành phố Biên Hòa, Trung học phổ thông Long Thành huyện Long Thành, Trung học phổ thông Xuân Lộc huyện Xuân Lộc, Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên huyện Trảng Bom, trong khi đó các trường được coi là tốt trên như là Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, Ngô Quyền, Trấn Biên. Năm nay số thí sinh đăng ký thi vào có phần giảm hơn năm trước, do vậy tỷ lệ chọi cũng thấp hơn. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cũng là kỳ thi đầu tiên có gần 800 học sinh học chương trình giáo dục Việt Nam mới, VNN thi chung cùng thí sinh học theo chương trình truyền thống, đồng thời cũng là năm đầu tiên kỳ thi không áp dụng cộng điểm thi nghề đối với thí sinh. Có thể nói sự chuẩn bị chú đáo cho kỳ thi của Sở Giáo dục Đào tạo về mọi mặt cũng như quyết tâm của các em học sinh sẽ là cơ sở để có một kỳ thi thành công. Một điều muốn nhắn nhủ đến tất cả các em đó là chúng ta sẽ cố gắng, nỗ lực, tự tin, bình tĩnh và đạt được những cái thành tích cao nhất trong suốt những cái thời gian mà chúng ta ôn tập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 tại Đồng Nai sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2019. Tham gia kỳ thi, thí sinh phải thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh sẽ thi môn chuyên đã đăng ký vào chiều ngày 7 tháng 6 với thời gian làm bài 150 phút. Dự kiến Sở Giáo dục Đào tạo sẽ công bố điểm thi sau 10 ngày kết thúc kỳ thi.